Chào người, hôm nay mình lấy máy dò cho vàng sang xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đang lắp ráp để phay thử cái đất đất có cỏ có rác này, đất cứng nhé, cho mọi người xem. Và tí mình làm ruộng luôn. Tại xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Đây là cái gì? Bắc Cộp. Thôn Bắc Cộp. Đây bộ phay này mọi người lưu ý nhé, nó có hai đầu này, một cái chắn cái đời 2020 này, cái chắn rác này nó đầu này nó ngắn hơn, đầu này nó thò ra này, thì mình lắp cái đầu ngắn hơn vào nhé. Đầu mà có bốn con ốc này, lắp vào trong máy. Và lưỡi phay nó tiến đằng trước là ok. Chốt. Thay cái cày đấy, chốt lại cái là xong, thay thế rất là đơn giản thôi. Còn cái này đi đường, chốt đường ngang, nó mới chốt nhanh. Cá xong. Đi đường là phải cho thay cái này vào. Cho cái đồ này. Cái này là bừa. Cái này để mọi người có thể phay ruộng này, xới đất này, phay ruộng dạ cũng được nhá, nhưng mà nếu mà phay ruộng dạ mọi người lưu ý là phay khô thì tốt hơn. Còn nếu mà phay thì phải hoặc là phay nhiều nước. Phay ruộng có nhiều nước không, đất đất nó sột sệt là không 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 làm được nhé, hơi cao sao ạ, cho chân trống thật. Đây đất này cũng tương đối cứng đấy bác, để cháu phay thử. Chạy được này, chạy tốt mà. Làm ruộng cái nhà lắm, làm ruộng chủ chỉ dùng nguyên cái lồng đấy thôi bác ạ, cái lồng ở trước mà bác ấy dùng ruộng nước ấy. Dùng nước dùng nguyên cái lồng, nó không phải cày bừa. Bây giờ mình phay thực tế nhé. Đất là đất pha xét này. Đất cứng đấy bác ạ, đất này hơi cứng đấy. Pha xét. Đấy, cỏ không bị cuốn nhá. Cái này nó có chắn rác không bị cuốn cỏ. Bóp chỉ hướng rất là nhẹ nhàng. Tơi không bác? Sâu mà, đây là 10-15 phân. Sâu mà. Được, bác phay đấy đã được chưa? Đấy là ga nhỏ nhỏ, ga to nữa cơ. Rác nó không cuốn mọi người, ok. Bác mà chạy thử tí này.
bóp chuyển hướng này, quay đầu ơi. Rất là khỏe. Đất này đất cứng đấy. Đây mọi người xem cái đất bỏ hoang này lâu rồi này. Đây. Rất là cứng luôn. Nhiều rác cái này mà không bị cuốn nhé. Đấy, vừa chỉnh lại mình vừa chỉnh lại ga làm nó bốc này cơ. Ga lên. Đói, tí tế mà bác. Chỉnh lại ga, ga tí hơi thấp. Nhanh không ạ? Quay hết tí đâu. Chỉnh lại cái chế độ ga bắt đầu. Đấy mà sao cháu kéo ga lên nó thấy nó ì ì. Mình phải chỉnh lại. Vâng, nó phải tơi đấy mà, đi phát nó tơi như này cơ mà. Kia mình đi lượt 2. Giới thiệu mọi người, đây là bác Thu, mua máy dầu cho vàng ở xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Mọi người có ở gần khu vực Phong Huân, Bình Trung hoặc là Yên Nhuận, Yên Mỹ thì qua tham khảo máy ở tại nhà bác Thu nhé, ở bản cốp bác nhỉ, ở bắc cụp xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Thôn Bắc Cục, xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Cái ruộng này phay chắc chỉ tầm 2-30 phút xong cái ruộng. Ruộng này là ruộng bỏ hoang, bác bảo là không cày sới gì lâu rồi nên là bỏ hoang. Cho trâu đầm ở đây này, có nước cho trâu đầm lên. Ruộng này nó hơi nhiều rác. Đấy. Hơi nhiều rác. Úi giời, phầy quá sướng luôn, phầy rác luôn này. Đấy, cây cỏ rác cao này vẫn phầy bình thường. Phầy cỏ luôn mọi người nhá. Cỏ không cuốn cỏ luôn này, cỏ cao này. Mình đang mang máy đến xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, ở thôn Bắc Cụp, xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, nhà bác Thu. Bác năm nay 59-60 rồi, vẫn làm máy trâu vàng rất là ok. Đấy, mình phay xong tí làm ruộng luôn. Đây là sới đất khô nhé, sới đất có cỏ nhé. Đấy, cỏ này. Làm rất là ok đấy à. Sức khỏe tốt. Cháu chào bác Thu nhá. Qua trình diễn thực tế máy dầu trâu vàng ấy. Không phải bác mua máy dầu trâu vàng và qua làm thực tế chức năng phay thì mấy bác thấy máy nó như nào? Máy này nói chung là rất nhẹ nhàng. Vâng. Phay đất thì coi như là cũng được trâu. Vâng. Cái này tốc độ thì rất là nhanh. Vâng. Cái máy đầu 8.
Dạ. Máy máy đầu 8 mình chỗ này là mình cày xong là bừa nữa thì còn rất là lâu. Cái này mình phay cái là phẳng lì luôn này. Này chiều bác để chạy lại lượt gom cỏ gom rác xong là đấy, phay đất cứng đường kìa. Đấy. Phay đất cứng thì mình phải tì mạnh nó xuống tí. Bởi vì nó đất nó quá cứng luôn. Ô tô đi lại nhiều. Ôi, khả năng lên làm cái làm ruộng cái bác nhỉ, xong rồi bọn cháu còn đi bừa ruộng. Vâng.